Gấu, lấy cho em chi miếng mít cho mẹ với nhá. Em gần hết rồi. Con ăn hết con lấy luôn nhá. Để mẹ cắt tiếp quả miếng này luôn. Con thắng rồi. Con thắng rồi hả? Thế con lấy cho em chi miếng đi, em chi hết rồi. Giờ chị cho kìa. Chị cho con kìa. Con gọi em đi chứ em mới nghe được chứ. Chị ơi, chị cho kìa. Đó. Ngon chưa?